không được, cái set này nó bị cổ quá, không được, không được, bây giờ làm cái khác nhá. Bây giờ thôi, cho anh cái màu cái, cho anh cái màu, ok. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của 50mm Việt Nam. Mình là Chi Đoàn và bắt đầu từ hôm nay mình sẽ là người đồng hành của các bạn trong một series hoàn toàn mới có tên là Lên Phim Xuống Phố. Ở series này thì chúng mình muốn gửi đến các bạn những thông tin hữu ích liên quan đến nhiếp ảnh phim, đồng thời cũng là những trải nghiệm và suy nghĩ của bọn mình xung quanh vấn đề này. Vậy thì ở số đầu tiên chúng mình muốn nói đến một vấn đề rất cơ bản thôi, đó chính là những đặc trưng của nhiếp ảnh phim. Vậy bây giờ chúng mình cùng xem có gì hay ho nha. Đặc trưng đầu tiên mà mình muốn nói đến đó chính là màu sắc. Màu ảnh phim thì được tạo ra bởi những vật rất là nhỏ xinh như thế này thôi. Trên tay mình thì đang có một cuộn Kodak Pro Image. Và mỗi cuộn phim khác nhau như thế này thì có màu sắc đặc trưng rất riêng. Và nó đóng vai trò như một lớp filter cho tấm ảnh của các bạn. Ngay cả khi không chỉnh màu thì bức ảnh cũng sẽ mang một màu sắc đặc trưng rất đẹp. Chính vì vậy với những bạn không biết hoặc lười chỉnh ảnh thì nhiếp ảnh phim cũng chính là một vị cứu tinh đấy. Thứ hai chính là với một chiếc máy ảnh phim như thế này thì chúng mình không thể xem lại ảnh vừa chụp ngay được. Chúng mình bắt buộc phải chụp hết một cuộn phim gồm 36 hoặc là 24 kiểu trước khi chúng mình có thể xem lại những tấm ảnh này. Thoạt nghe thì đây có vẻ như là một điểm yếu của máy ảnh phim, thế nhưng mà trên thực tế đây lại là một đặc điểm rất thú vị và đôi khi còn mang lại nhiều lợi ích cho người chụp ảnh nữa. Để chắc chắn có được một bức ảnh đẹp thì người chơi phim thường có xu hướng chụp cẩn thận hơn và suy nghĩ kỹ hơn về bố cục và các thông số trước khi bấm máy. Nói cách khác, nhiếp ảnh phim cũng chính là một cách để chúng mình luyện tập và nâng cao tay nghề chụp ảnh rất hiệu quả. Và cuối cùng mình muốn nói đến đặc trưng về mặt tài chính. Về cá nhân thì mình quen rất là nhiều bạn muốn học nhiếp ảnh hoặc là muốn chụp ảnh. Thế nhưng mà cái chi phí ban đầu cho một chiếc máy ảnh kỹ thuật số thường là khá cao. Với những chiếc máy ảnh phim như thế này thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Bởi vì chỉ với 2 đến 3 triệu là chúng mình đã có thể mua được một chiếc máy ảnh phim khá tốt rồi. Các cuộn phim thì cũng rất đa dạng về mặt giá cả và phù hợp với hầu hết mọi nhu cầu. Và chúng mình đã cùng nhau điểm qua 3 đặc trưng cơ bản nhất của nhiếp ảnh phim rồi. Nếu các bạn còn muốn bổ sung thêm điều gì thì đừng quên comment cho bọn mình ở phía bên dưới. Và nếu các bạn muốn theo dõi thêm nhiều video về chủ đề nhiếp ảnh phim thì hãy like và subscribe channel của bọn mình nha. Vậy thôi, hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.